Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng đến khoảng 25% lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 27 tháng 4, sau khi Nga xác nhận cắt nguồn cung sang Ba Lan và Bulgaria vì hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Giá tăng do tâm lý lo ngại chuyện Nga khóa van khí đốt với Ba Lan và Bulgaria sẽ tác động dây chuyền, thu hẹp nguồn cung nói chung tại khu vực. Nhưng con số này cũng giống như một phép thử tâm lý để thấy thế mới thấy rằng áp lực từ nguồn cung của Nga vẫn đang lớn ra sao tại khu vực châu Âu. Ủy ban châu Âu EC trước đó đã từng khuyến nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu không nên thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. EC nhấn mạnh rằng việc tuân theo yêu cầu đó có thể sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Nhưng thực tế, theo góc nhìn của các nước châu Âu, đang có các cách diễn giải khác nhau với hướng dẫn ban đầu của EC và châu Âu vẫn đang tìm kiếm những giải pháp tạm thời cho tình hình nguồn cung khí đốt hiện nay. Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã yêu cầu Brussels đưa ra hướng dẫn mới, cụ thể hơn về việc liệu họ có thể tiếp tục thanh toán hợp đồng bằng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của khối hay không. EC chưa đưa ra bình luận nào, nhưng dự kiến sớm tổ chức hội nghị thảo luận tình hình. Chúng tôi sẽ đảm bảo các quyết định của Gazprom sẽ tác động ít nhất đến người tiêu dùng châu Âu. Sẽ không có chuyện châu Âu chia rẽ về vấn đề này. Một nguồn tin của Reuters lại cho biết, Ủy ban châu Âu đã gửi thư tới các nước thành viên nêu phương án thanh toán tiền nhiên liệu từ Nga bằng rúp mà vẫn không vi phạm các chế tài áp đặt. Quan điểm từ phía Nga cho rằng EU về cơ bản đã ngầm chấp nhận chuyện chưa thể nào ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga nên sẽ không có chuyện tất cả các thành viên đều từ chối thanh toán bằng rúp. Hãng tin TASS của nước này công khai nhận định châu Âu đang lách luật bằng cách đẩy mạnh nhập khẩu thông qua các nước chấp nhận trả bằng đồng rúp.